Xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Thì hôm nay mình lại đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser ở địa chỉ số 61 Nguyễn Công Trứ của DK Eyebrow. Thì trước hôm kịch máy quay là một chị khách hàng đã đi một quãng đường khá xa xôi từ Quảng Ninh lên đến Hà Nội để qua DK thực hiện combo xóa sửa mày môi và mí. Và chị có chia sẻ là chị đã từng xử lý laser mày ở một cơ sở khác nhưng mà có bị tổn thương một chút. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng giao lưu với chị để nghe chia sẻ của chị nhé. Em chào chị Ngọc ạ. Chị ơi, thì chị có thể giới thiệu cho các bạn đang xem livestream được biết là với cái quãng đường xa xôi như vậy mà lý do gì mà chị biết đến và lựa chọn đi cây để mình lên tận Hà Nội để gửi gắm cái gương mặt của mình được không ạ? Chị được bạn chị giới thiệu ấy, một bạn giới thiệu, sau đó thì chị lại gặp lại một chị bạn nữa thì chị bảo là chị làm dịch vụ của mình cách đây 3 năm mà chị thấy đẹp lắm. Vâng ạ. Là chị đã nhìn thấy những cái sản phẩm thực tế của DK mà bạn bè mình làm trước đây đúng không ạ? Các chị cũng hài lòng với dịch vụ của mình ấy, thế là chị mới quyết định là chị lên đây để chị làm. Thế thì với cả như bạn bè mình giới thiệu như vậy ạ, thì ngoài cái việc mà tin tưởng hoàn toàn bạn bè thì chị có tìm hiểu thêm không? Và trước khi đến đây chị cũng xem qua trang của mình ấy, chị thấy xem qua livestream ấy, chị thấy cũng là mình cũng chưa được trải nghiệm thực tế đâu, nhưng mà mình thấy qua các bạn với ạ, chị thấy khách hàng đều phản hồi rất là tốt đấy, thì chị cũng thấy là tin tưởng. Thì chắc chắn là chị phải tin tưởng thì chị mới đi một quãng đường từ Quảng Ninh lên tận Hà Nội đúng không ạ? Và bây giờ lại còn trong tình trạng dịch cũng đang căng ấy. Vậy là mình phải rất là quyết tâm. Thì hôm nay cái quãng đường đến đây thì với những gì mà chị tự tìm hiểu trên Facebook ạ, và khi mà chị thực tế đến DK thì chị cảm thấy là nó như thế nào ạ? Chị thấy cũng giống như là những cái gì mà chị nghe nhìn được mình tìm hiểu, mình quảng cáo ấy, thì chị thấy là trải nghiệm chị thấy như vừa rồi bạn ấy làm ấy thì có vẻ là rất là nhẹ nhàng ấy, chị không thấy bị đau nhiều đâu. Chị chia sẻ bởi vì bên em thì tất cả những hình ảnh và video thì đều là 100% hình ảnh thực tế là từ khách hàng đã từng trải nghiệm dịch vụ tại DK ạ. Và chị có vừa, như chị chia sẻ là chị vừa thực hiện laser môi xong đúng không ạ? Thì em sẽ xin phép chị là cho các bạn đang xem livestream này là xem cái hình ảnh môi trước của chị một chút nhá. Vâng, em mời ống kính máy quay zoom một chút vào đây giúp em. Thì đây là hình ảnh môi ban đầu của chị Ngọc. Thì như chúng ta có thể thấy là ban đầu thì môi chị Ngọc là khá là tím và bết. Cái này em nhờ chuyên gia phân tích một chút cho em về tình trạng môi ban đầu của chị Ngọc nhá. Ra trong gốc mực của chị Ngọc làm ấy thì có chứa tạp chất nên là một thời gian thì nó bị xỉn màu. Còn cái kỹ thuật đi thì của cái người chuyên gia trước ấy thì do cái kỹ thuật đi nó không ổn định cho nên là nó bị bết mực không đều, mực nó không được đều. Phần viền đúng không? Là bết mà phần viền nó bị bết, nó bị đậm viền. Và sắc tố thì cũng kiểu hơi ngả tím luôn rồi đúng không ạ? Thì như chị Ngọc có chia sẻ là chị vừa thực hiện laser môi xong thì cũng không hề đau rát lắm ấy. Và chị ơi, thì trong cái quá trình thực hiện môi ấy thì mình đã như thế rồi, thì em được biết là chị đã từng thực hiện là laser mày ở chỗ khác đúng không ạ? Và trước đấy thì chị cũng có hơi bị cháy trụ lông, ống kính zoom cận vào lông mày của chị một chút giúp em nhá. Phần lông mày của chị là đã từng thực hiện laser ở chỗ khác và cái công nghệ xử lý thì nó chưa được cao lắm, cho nên là phần lông mày của chị thì có bị trắng và trụi một chút lông ở cuối. Thì chị Ngọc có thể chia sẻ một chút về cái lần trước mình đi laser được không ạ? Lần chị đi đi 4 lần đấy. Mà 2 lần gần đây nhất thì con bị sưng ấy, sưng đau đấy. Mới 1-2 ngày đấy. Mà cũng ở cơ sở thì cũng đấy, đó cũng là cơ sở cũng là tốt đấy. Cũng quảng cáo là công nghệ mới nhưng mà chị thấy nếu mà như trải nghiệm rồi thì chị thấy nói chung là cũng không được như gì tìm hiểu đúng, đúng rồi ạ? Thì hôm nay thì chị đã tìm hiểu và tin tưởng em và chị vừa thực hiện là cái laser môi xong thì chắc là chắn là chị cũng thấy được là cái kết quả của nó cũng là hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ không để mất thời gian của chị thêm nữa nhá, thì em sẽ mời chuyên gia bắt đầu thực hiện laser lông mày cho chị, bởi vì thì bây giờ em mời chuyên gia sẽ thực hiện cho chị để không mất thời gian của chị Ngọc ạ. Thì như chị Ngọc có chia sẻ là chị đã từng thực hiện laser ở chỗ khác, cho nên là vùng lông mày của chị đã bị tổn thương một chút rồi. Và bây giờ là như các bạn có thể thấy là khi tia laser của DK tác động đến đâu thì là cái vùng mực của chị cũng mờ đi
rõ rệt đến đó và không hề có dấu hiệu trắng cháy trụi lông hay là tổn thương cái vùng da lông mày như những nơi khác, bởi vì tại DK thì đang sử dụng là công nghệ siêu laser Picomax 2021. Đây là một trong những cái công nghệ laser hiện đại nhất trên thế giới hiện nay và được chuyển giao độc quyền cho DK bởi tập đoàn Picosecond. Nếu như các bạn theo dõi livestream của DK thường xuyên và thường xuyên theo dõi fanpage của DK thì vào ngày 19 tháng 1 vừa qua năm 2021 thì sự kiện The Beauty Show đã diễn ra rất là thành công bởi cái sự chuyển giao này. Và bây giờ thì chuyên gia đã thực hiện laser mày và môi cho chị xong, còn phần mí nữa thì chúng ta, em mời chuyên gia cứ tiếp tục thực hiện nhá. Chị Ngọc ơi, trong cái quá trình thực hiện laser thì chị có cảm thấy đau rát không ạ? Lông mày ấy, nó có khác với lần trước của chị không? Nhẹ nhàng hơn em ạ. Vâng, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Vâng, và chốc nữa thì chị có thể xem cái kết quả là phần lông mày của mình không hề có dấu hiệu tổn thương gì nhá. Và đối với vùng mí mắt thì nó sẽ hơi nhạy cảm hơn so với môi và mày một chút, thì chắc là sẽ châm chích hơn một chút chị Ngọc ạ. Và nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ rệt là khi mà tia laser tác động thì vùng mờ ở đó đã mờ đi rất là nhiều rồi, và rất là nhanh thì chuyên gia cũng xử lý xong một bên rồi. Và phần bên còn lại, và đặc biệt một cái ưu điểm nữa của siêu laser Picomax 2021 là ngay sau khi chúng ta thực hiện laser xong, chỉ 15 phút sau là có thể kẻ vẽ hoàn toàn bình thường mà không phải kiêng khem bất cứ điều gì cả của chị. À, chị Ngọc ơi, thì sau khi mình thực hiện cả mày môi mí xong rồi ấy, thì chị có thể nêu cho em một chút cái cảm nhận của chị so với những lần trước không? Cảm nhận mày nhanh thế. Dạ vâng. Nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi, không vâng ạ. Mí thì hơi châm chích một chút đúng không? Vâng, vì vùng da mí bao giờ nó nhạy cảm hơn. Mà chị thấy làm nhanh quá. Nhanh hơn đúng không? Ừ, nhanh hơn chị tưởng. Dạ vâng. Đấy mà chị hoàn toàn yên tâm nhá. Thì một chút nữa chị sẽ, bây giờ chuyên gia sẽ mở cho chị cái dàn mí ra, cái bảo vệ mí này ra để cho mình nhìn được cái kết quả của mình chị nhá. Thì tại vì chị nhắm mắt hơi lâu thì khi tiếp xúc ánh sáng thì mắt mình sẽ hơi mỏi một chút đấy. Chị mở mắt là được rồi đấy. Hơi chói một chút đúng không chị? Chói mắt lại cho chị. Chị có thể xem cái kết quả. Chị mở mắt ra để xem kết quả cuối cùng của mình nhá. Ừ, rồi. Dạ vâng, thì chị thấy như thế nào về cái kết quả này ạ? Chị thấy khá hài lòng. Dạ vâng. Ừ. Thế em mong là với sự hài lòng của chị Ngọc thì chị sẽ kiên trì một chút nhá. Để cuối cùng mình sẽ có một cặp mày này, một cặp mí và một đôi môi thật sự như mình mong đợi chị nhá. Rồi. Em cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc. Vậy em... những bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay, nếu có vấn đề về mày môi mí thì anh nhanh tay inbox lên fanpage để được tư vấn cũng như hỗ trợ tốt nhất từ chuyên gia tại DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.